Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Toy Kit. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món đồ chơi. Đấy, đây là chiếc súng đồ chơi nha. Đây là khẩu súng Akutech, tem đây, một khẩu súng lục bắn bằng đạn nhựa nha. Đây, đây chính là đạn của khẩu súng băng đạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test súng cũng như là lắp súng vào đạn nhé, dành cho các bạn từ 7-8 tuổi trở nên có thể chơi cái đồ chơi này nhá. Ở đây nó sẽ có một cái nút bấm này, các bạn bấm vào đây, đấy, nó sẽ nhả băng đạn ra, và cái chiều băng đạn này phải nút đúng chiều này, đúng chiều đấy, ấn một cái nút nhỏ chỗ gần bắn này sẽ nhả đạn ra này. Đấy, nhả băng đạn ra nhá. Trên đây nó có dấu biểu tượng ngôi sao này, đấy, chiến binh này. Trên súng sẽ có đầu ngắm này, đấy. Số hiệu là 555. Đấy, số hiệu súng. Đây, súng này. Lát nữa mình sẽ chụp ảnh, nên mình sẽ chụp ảnh súng cho mọi người xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp đạn vào súng này, băng đạn này, lắp đạn vào súng này, đạn nhựa này. Nhựa này khá là an toàn đấy, nhưng mà cũng không nên chĩa vào súng vào người khác nhé. Đây, đạn này thì mình sẽ dùng tay này kéo cái này xuống. Ở trong băng đạn nó sẽ có một cái nhỏ này, một cái nẫy nhỏ. Trong băng đạn nó sẽ có một nẫy nhỏ và một dãy lò xo. Mình kéo cái này xuống đấy, để cho đạn vào. Cái lò xo trong trong băng đạn nó sẽ có nhiệm vụ là đẩy đạn lên. Nó sẽ đẩy đạn lên để mình nạp đạn, thì đạn nó sẽ đẩy vào nòng súng. Đấy, mình sẽ nạp đạn vào trong băng đạn. Ok, nạp tầm khoảng 4-5 viên thôi, làm nhiều quá nó sẽ bị căng dây đạn đấy. Và nắp băng vào súng. Ok, cách lên nòng này, cách lên nòng súng này, các bạn sẽ một tay giữ ở đây, một tay cầm bám súng kéo lên. Khi mà súng kêu cạch cái là đạn đã vào lòng súng. Đấy, mình đẩy ra. Ok, và bây giờ bóp cò là sẽ bắn được đạn ra. Mình sẽ treo một cái vòng tâm lên để bắn thử cho mọi người xem sức của đạn như nào nhé. Đây nha mọi người nhé, đây chính là vòng tâm này. Cách của mình sẽ lùi ra xa khoảng tầm 3 mét và sẽ thực hiện bắn xem đạn xuyên vào tâm như nào nhé. Đây chính là súng này, đây là đạn của đấy. Ôi, này cơ. Xuống dưới bên dưới vòng tâm rồi, nhưng mà sẽ đạn đi xa. Đây còn phát nữa này. Ok, thì mình sẽ bắn cẩn thận này. Ôi, đạn đi rất là mạnh luôn. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn cây súng shotgun, là cây súng lục. Shotgun nó là kíp cơ. Thì vào bữa sau mình sẽ giới thiệu những cây súng khác. Đây là cây súng lục nhé, lục đen, cây súng nhỏ dùng để chơi bắn đạn nhựa nhé. Khoảng cách bắn của đạn thì khoảng tầm là 10-20 mét, cũng rất là mạnh, nên là mọi người chú ý là các bạn mua thì không nên chĩa vào mặt nhé, chỉ nên bắn lên trời hoặc bắn gần bắn vào người thôi, chứ không bắn mà rơi vào mặt mà nhỡ may nó cướp cò là cũng rất là nguy hiểm. Đây là kênh Toy Kit, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái sản phẩm đồ chơi của trẻ con, tất cả các loại, từ con trai đến con gái. Các bạn theo dõi kênh của mình thì nhớ like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.